Rồi Hoan hỷ giảng cho con về cảnh giới Atula. Atula nó có hai loại, tức là Atula thiên và Atula đọa. Atula thiên ấy, là những cái vốn dĩ họ là những vị trời ở trên cung trời Đao Lợi đó, nhưng mà vị đế thích trục xuất xuống ở dưới chân núi Tu Di, nhưng bản chất của họ vẫn là những vị trời. Cho nên là mặc dù gọi là Atula nhưng mà họ vẫn có hình tướng rất là xinh đẹp, chẳng qua họ sống trong một cái tâm trạng là sục sôi, là bị đuổi khỏi cái lãnh thổ của mình mà lúc nào cũng muốn về để mà phục quốc đấy, trong cái tâm trạng như vậy. Thứ hai là Atula đọa. Atula đọa tức là những cái chúng sanh mà có nhiều oai lực, họ cũng được tính vào hàng chư thiên nha, cũng được tính vào hàng chư thiên nhưng mà thuộc dạng là địa cư thiên, tức là gần với cảnh giới loài người, nhưng mà họ có những cái hình tướng rất là xấu xí, tuy nhiên họ có nhiều oai lực đấy. Thì đó là Atula đọa. Và muốn biết rõ hơn á thì sư đề nghị quý vị tìm đọc hai cái quyển, hai bản dịch của một quyển thôi, đó là chúng sanh và sanh thú. Hai cái bản dịch, một á là chúng sanh và sanh thú ha, đó là bản dịch của Ngài Giác Nguyên. Cái thứ hai á là chú giải người và cõi đấy. Thì cái này là cùng một bản nha, cùng một bản Pali, nhưng mà hai người do hai vị dịch khác nhau thôi. Quý vị xem cái bản nào cũng được đó. Một là chú giải người và cõi, hai là chúng sanh và sanh thú đấy, thì quý vị sẽ biết rõ hơn về những cái cảnh giới này.